Xin chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh tin mới 24 giờ. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút tuyệt vời khi xem video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất được kênh tin mới 24 giờ cập nhật mỗi ngày. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tin tức mới nhất về đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin bóng đá trên kênh tin mới 24 giờ. Bản tin hôm nay gồm những nội dung đáng chú ý sau đây. 1. Một... Thái Park đặt niềm tin vào 5 tân binh cực khủng để đánh bại Malaysia. 2. Anh Đức khiến ông Park lo lắng trước trận Việt Nam-Malaysia. 3. Danh sách đội tuyển quốc gia Việt Nam, cái lý của ông Park. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thầy Park đặt niềm tin vào 5 tân binh cực khủng để đánh bại Malaysia. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách 32 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Malaysia sắp tới. Hãy cùng bóng đá .com.vn điểm lại 5 tân binh đáng chú ý nhất. Một, Đặng Anh Tuấn, với phong độ cực cao cho màu áo SHB Đà Nẵng tại V-League 2019, tiền vệ Đặng Anh Tuấn đã nhận được nhiều lời tiến cử từ huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cũng như huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng Nam Định cho một suất tại đội tuyển quốc gia Việt Nam. Dù vậy, phải đến khi đội tuyển Việt Nam có quãng thời gian khá dài để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Malaysia, thì huấn luyện viên Park Hang-seo mới có thể điền Đặng Anh Tuấn vào danh sách này. Tuấn Savi được đánh giá là mẫu tiền vệ chơi sáng tạo, nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật tốt. Cùng với đó, anh cũng ý thức phòng ngự rất tốt. Với những đường truyền thông minh, sắc bén, huấn luyện viên Park Hang-seo đang kỳ vọng anh Tuấn sẽ là nhân tố mới để đối phó với người mã trong trận đấu sắp tới. 2. Tô Văn Vũ Sau rất nhiều lần lỡ hẹn với màu áo đội tuyển Việt Nam, thì cái tên Tô Văn Vũ cuối cùng cũng được huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên vào danh sách chuẩn bị cho trận đấu gặp Malaysia. Với tốc độ, kỹ thuật, và những pha xử lý đột biến. Tô Văn Vũ sẽ giúp hối luyện viên Park Hang-seo có thêm những sự lựa chọn bên hành lang cánh phải nhằm gây bất ngờ cho đội tuyển Malaysia. 3. Ngô Hoàng Thịnh Dù đã nhiều lần được cân nhắc cho một vị trí ở hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam ở những lần tập trung trước, nhưng đến khi danh sách 32 cầu thủ chính thức được công bố thì nhiều người mới tin rằng Ngô Hoàng Thịnh đã trở lại màu áo đội tuyển quốc gia. Hoàng Thịnh được biết đến như là một máy quét thực thụ ở tuyến giữa các cấp độ đội tuyển Việt Nam trước đây với lối chơi dũng mãnh và không ngại va chạm. Sự xuất hiện của Thịnh bơm sẽ giúp hàng tiền vệ thêm vững chắc, mạnh mẽ hơn. 4. Võ Huy Toàn. Võ Huy Toàn từng nổi đình nổi đám sau màn ra mắt tuyệt vời ở AFF Cup 2014, tiếp đó là thành công ở SEA Games 28 khi anh đoạt danh hiệu vua phá lưới. Thời điểm sung mãn nhất sự nghiệp, một loạt chấn thương nặng nhẹ ập đến Huy Toàn khiến đà phát triển của tiền vệ người Lâm Đồng bị kìm hãm rất nhiều. Tại AFF Cup 2016, Huy Toàn có tên ở danh sách sơ bộ của đội tuyển, nhưng bị huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng loại vào giờ chót vì không có thể trạng tốt nhất. Trong danh sách sơ bộ chuẩn bị cho AFF Cup 2018, Huy Toàn cũng đã được huấn luyện viên Park Hang Seo điền tên, nhưng chấn thương sau đó khiến anh không thể trở lại đội tuyển Việt Nam. Ở lượt về V-League 2019, Huy Toàn sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương đã được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đăng ký thi đấu trở lại. Sự xuất hiện của tiền vệ giàu tốc độ này giúp SHB Đà Nẵng có thêm nhiều phương án tấn công hơn ở hành lang cánh trái. Với lối chơi giàu tốc độ, không ngại va chạm và dứt điểm rất tốt, huấn luyện viên Park Hang-seo kỳ vọng cái duyên của Huy Toàn trước người Mã sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có được chiến thắng ở cuộc đối đầu sắp tới. 5. Nguyễn Công Thành Trong bối cảnh Văn Hậu không thể hội quân sớm cùng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo bắt buộc phải tìm thêm những nhân tố mới ở hành lang cánh trái. Với phong độ rất tốt trong thời gian qua, hậu vệ công thành của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã được huấn luyện viên Park Hang-seo để mắt đến. Khả năng phòng ngự và tấn công của công thành cũng tương đối ổn định. Tuy nhiên, hậu vệ này cần phải chứng tỏ nhiều hơn nữa mới có thể trụ lại ở đội tuyển Việt Nam. Anh Đức khiến ông Park lo lắng trước trận Việt Nam-Malaysia. Tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức đang phải tập riêng không thi đấu cho Bình Dương để dành toàn tâm toàn ý cho trận gặp Malaysia. Anh Đức được huấn luyện viên Park Hang Seo triệu tập để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia vào ngày 10 tháng 10. Ở trận gặp Thái Lan hồi tháng 9, tiền đạo sinh năm 1985 không thể ra sân vì chấn thương lưng. Đó là lý do Nguyễn Tiến Linh xuất hiện trong đội hình xuất phát. Trở về sau trận hòa cùng tuyển Việt Nam, anh Đức lên trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF để chữa trị chấn thương, tập phục hồi cùng bác sĩ cho Chu Yang bản thân của ông Park đang làm việc toàn thời gian ở đây dưới sự giám sát và tư vấn của bác sĩ Choi, anh Đức mong muốn chấn thương lưng của mình nhanh chóng bình phục. Anh ý thức rõ việc điều trị xong mới có thể thi đấu hết sức và chấp nhận bỏ trận Thái Lan vì tương lai. Cơn đau lưng đã khiến cầu thủ này vắng mặt liên tục trong giai đoạn câu lạc bộ Bình Dương cạnh tranh vị trí thứ ba ở V-League 2019. Phía Bình Dương cũng tạo mọi điều kiện để chân sút dày dạn kinh nghiệm này có thể cống hiến cho tuyển Việt Nam ở tuổi 34. Trong danh sách 30 cầu thủ tập trung lần này, Anh Đức là người lớn tuổi nhất. Malaysia cũng là đối thủ ưa thích của tiền đạo mang áo số 11. Anh Đức chính là người ghi bàn thắng quyết định ở trận chung kết AFF Cup 2018 vào lưới Malaysia trên sân Mỹ Đình. Cú vô lây quyết định đó giúp tuyển Việt Nam nâng cúp ngay trên sân nhà. Từ ngày tập trung 22 tháng 9 đến ngày thi đấu còn đến 18 ngày, anh Đức và bác sĩ Choi đang chạy đua với thời gian để kịp cho trận gặp Malaysia Thời gian hồi phục của anh sẽ được bác sĩ Choi sớm cập nhật. Anh Đức vẫn là lựa chọn số 1 của ông Park Hang-seo sơ, trong sơ đồ 343. Ở đợt tập trung 30 người này, huấn luyện viên Hàn Quốc gọi 5 tiền đạo. Ông Park đã trả tiền linh về đội U22 Việt Nam. Nhiều khả năng tuyển Việt Nam sẽ thử nghiệm một số tiền đạo đa cắm thay vai trò của anh Đức như trường hợp Hà Minh Tuấn. Danh sách đội tuyển quốc gia Việt Nam, cái lý của ông Park Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức công bố danh sách tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia và Indonesia vào tháng 10 tới, cũng như danh sách tập trung trước trận gặp Thái Lan, quyết định của ông đã gây ra nhiều tranh cãi. Tiền đạo Văn Quyết tiếp tục là cái tên gây chú ý khi anh không có tên. Cách đây ít ngày, cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội đã vinh dự được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8. Anh đồng thời cũng là chân sút nội xuất sắc nhất thời điểm hiện tại với 9 bàn thắng và vừa cùng Hà Nội bảo vệ thành công trước vô địch V-League. Một yếu tố đáng chú ý khác là trong đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên khá nhiều những cầu thủ mới. Lần đầu tiên làm việc cùng ông như A Hoàng, Võ Huy Toàn, Ngô Hoàng Thịnh, Mà Hồng Quân hay Tô Văn Vũ. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc lại tiếp tục bỏ quên Minh Vương. Nếu như Văn Quyết không được triệu tập, vẫn luôn tạo nên tranh cãi, thì sự vắng mặt của Minh Vương là điều khiến tất cả phải ngạc nhiên. Bởi so với các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia Việt Nam lúc này, tiền vệ đến từ Thái Bình đang thi đấu rất hiệu quả ở Hoàng Gia Lai. Không biết có phải vì tự ái vì bị bỏ quên hay không, mà ở trận gặp Hải Phòng ở vòng 24 V-League, cầu thủ này ghi liền 3 bàn thắng, giúp Hoàng Gia Lai giành chiến thắng 5-1 và tính tới khi vòng đấu 24 kết thúc, với hat-trick trong cuộc đối đầu trước Hải Phòng, thì Minh Vương đã có tới 10 lần lập công ở V-League nhưng vẫn bị thầy Park Ngó Lơ thì rõ ràng khá thiếu hợp lý. Huấn luyện viên Park Hang-seo đương nhiên cũng có những lý do riêng của mình để quyết định ai lên tuyển, ai ở nhà. Nhưng với trường hợp của Văn Quyết và Minh Vương, rõ ràng là có những dấu hỏi lớn. So với những lần tập trung gần đây của đội tuyển quốc gia Việt Nam, danh sách lần này đông hơn nhiều khi có 32 cầu thủ được ông Park gọi chuẩn bị cho các trận đấu với Malaysia, Indonesia vào các ngày 10 tháng 10 và 15 tháng 10 tới. Thoạt nhìn có thể thấy huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập đầy đủ những quân bài tốt nhất mà bóng đá Việt Nam có và trải đều từ cả 3 tuyến thi đấu. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì dường như chiến lược gia người Hàn Quốc đang khá dũng cảm đến mức mạo hiểm với quyết định của mình khi tiếp tục đặt niềm tin lớn vào những con người cũ, trong khi thời gian tập trung là khá dài. Càng mạo hiểm hơn, bởi phải tới trước khi trận đấu với Malaysia 2 ngày, nhóm cầu thủ từ câu lạc bộ Hà Nội mới có thể hội quân và trước khi tất cả trở lại không ai chắc tất cả sẽ đủ khỏe mạnh hay không gặp bất cứ ca chấn thương nào sau hai trận chung kết liên khu vực lượt đi về afc cup và lẽ ra trong hai tuần tới chiến lược gia người hàn quốc cần tạo cơ hội cho những cầu thủ mới bên cạnh người cũ thay vì bảo thủ với nhóm học trò đã cùng mình trải qua nhiều giải đấu bởi sự thử nghiệm này ít nhất cũng tạo ra một lực lượng kế thừa thay thế nếu như đội hình chính có vấn đề điều này là cần thiết bởi tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu liên tiếp được đánh giá rất khó khăn trước Malaysia và Indonesia, vốn dĩ chơi rắn, cũng như diễn ra trong khoảng thời gian khá gần, chỉ trong 5 ngày, bao gồm cả di chuyển. Về danh sách ông Park vừa công bố, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh cho rằng, Tôi nghĩ chuyện huấn luyện viên Park Hang Seo không gọi Văn Quyết hay cầu thủ nào đó có thể do ông ấy có một ấn tượng như thế nào đó về trường hợp này. Cũng giống như trước đây, đội tuyển từng có chuyện có công vinh thì không có anh Đức đó thôi thành ra có thể có những vướng mắc nội bộ nào đó mà người ta vẫn hay nói là ở trong chăn thì mới biết chăn có giận người ở ngoài khó thể biết được lý do nào và cảm thấy băn khoăn nhưng chúng ta cũng nên tôn trọng quyết định của đội viên trưởng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share video đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Wow. Yeah. 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 Yeah.